đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để nhận video sớm nhất của mình. Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay có một ông muốn bảo mình chế cái máy này thành một cái máy mài để lắp vào viên đá như thế này các bạn ạ. Mà trong khi đó thì nếu mà lắp như này thì đá của mình nó rất là mớm. Mình sẽ mài một ít chỗ này. Đây cho nó sâu bé bằng cái bên trong này luôn nhé. Thì cái máy bơm. Đây là cái miếng mà mình đã cắt đi rồi các bạn ạ. Thì cắt đi để mình lắp đá nó rộng ấy. Thì đoạn này nó làm cái buồng hút thì mình đã cắt hai cái ba cái tai này đi. Bỏ đi và chế cho ông ấy như thế này nhé. Đây. Mình sẽ cắm máy trà và cắm cả máy bơm này chạy cho cả hai máy đều chạy. Thì mài bớt đi nó mới tròn và cân, khi chúng ta lắp đá này vào thì chạy nó sẽ không bị lệch viên đá này. Đó, thì cái phương pháp lắp đá này rất là hay. Thì mình thấy nhiều cái ấy, lắp đá hai bên này, bên này một viên này và bên này một viên ấy, bỏ cái cánh quạt này đi thì một bên này, người ta sẽ để một viên này gọi là tác dụng như kiểu bánh đà ấy, để khi chúng ta mài bên này nhé, viên bên này nó nặng hơn thì nó sẽ quay trợ lực theo cái đà ly tâm của nó, thì để cho nó chạy tít hơn đấy các bạn. Giờ thì bây giờ mình sẽ mài cái này đi các bạn nhé. Thì đây là con máy bơm 370 cá sấu, nhưng mà cá sấu này là hàng dây nhôm các bạn nhé, thì mình nhìn là má nhãn mác là mình biết rồi. Thì con máy này này người ta không có nhu cầu sử dụng nữa, nhưng mà người ta lại cần mài cuốc mài xẻng ấy, người ta bảo mình chế cái này vào. Viên đá này mình mua 740.000 này. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiện cho cái tròn này đi nhá. Đấy, mình sẽ để máy xuống đây và đặt xuống đây. Tiến hành cắm điện này. Cắm điện con máy bơm này vào nhá. Đó, các bạn nghe tiếng nó chạy vậy đấy. Rồi, giờ mình sẽ bật máy mài và mài theo đúng cái gạch mà mình gạch trắng trắng này nhá. Rồi, như vậy là hình như nó đã bằng nhau rồi đấy các bạn. Mình kiểm tra lại nhé. Đó, nó bằng rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái răng men này nhỏ hơn loại này thì mình lắp vào đây nhé. Đưa vào như này để nó giữ viên đá chúng ta. Thì cái lỗ viên đá này nó rất là to nên mình kiếm một cái ống nhựa mềm mềm gì đấy mình cắt mình lót vào bên trong là được. Rồi, giờ thì đi lấy răng men này. Đó, để mình tìm xem này. Xem có cái nào nó bé bé như này không, có khả năng là cái răng đen của mình ở đây không có cái nào vừa rồi các bạn ạ. Không có thì chắc mình sẽ mài bớt cái này rộng ra các bạn nhé. Đây bạn, thì hai cái răng đen này nó không vừa nhau các bạn. Giờ mình không biết làm nào thì đành ngồi giũa cái giũa tròn như thế này nhá. Đây các bạn. Đó, thì mình sẽ giũa cho nó rộng ra, chịu khó ngồi một tí vậy chứ bây giờ không kiếm được cái răng đen, xong rồi mình sẽ cho cái bé này trước, cho cái to này sau. Thì mới đầu mình định nghĩ là cho vào đây mình hàn vào, nhưng mà hàn vào là sau này sẽ không thay vòng bi ấy, thì lúc đấy mình lại mài đi và vậy mình lại hàn lại thì nó mất công hơn. Bây giờ mình sẽ khoan một cái lỗ vào đây, chơi một cái lỗ vào đây, thế là ấn vào này là xong nhé các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm nhé, hoặc là mình sẽ tìm xem có cái mũi khoan nào to hơn không thì mình khoan nó ra các bạn ạ. Để mình tìm đấy nhé các bạn nhé. Rồi ok các bạn, mình vừa mài xong này, mất khoảng độ 1 phút gì đấy. Mình đã mài xong một cái long đền vừa với cái này rồi nhá. Đây các bạn, đó. Thì cái này nó không biết có vừa. Cũng vừa luôn, nhưng mà mình sẽ đệm cho nó một cái long ben to vào đây nữa. Và bây giờ cái mà cái chúng ta quan trọng nhất là cái ấy đây. Cái gắn vào cái vòng này đây các bạn ạ. Thì viên đá này không biết mài thế nào. Nếu có ăn thua thì không, viên đá này mình thấy nó đấy quá. Đây, bóc hết đi.
Bây giờ mình sẽ kiếm một cái vòng quấn vào đây và đưa một cái lăng lăng ben lên như thế này nữa nhá. Đó, như thế này là chúng ta sẽ căn chỉnh được nó vào giữa này các bạn ạ. Đó. Đây thì mình sẽ cắt thử cái xăm xe máy như thế này nhé, cắt lấy một đoạn thôi các bạn ạ. Đây, mình sẽ cắt đo theo cái viên đá này của mình đến đâu thì mình cắt đến đấy nhé bạn nhé. Đó, như thế này. Rồi, mình sẽ gạch này. Đó. Rồi, để có hướng mình mà cắt tránh tình trạng cắt dư ấy. Thì cái miếng này này nhằm mục đích là nó mình đưa cái trục cái đá mài vào giữa rồi các bạn ạ. Đó, quấn nó vào nhé, như này xem thế nào. Thì bây giờ nó đang bị nhiều quá ấy các bạn, mình sẽ cắt bớt đi. Rồi, ok, thì có khả năng nó vào giữa rồi các bạn. Đó. Tuy rằng nó chưa được vào giữa cho lắm nhưng mà vậy chắc là cũng ổn. Đó. Mình cho thêm cái lăng ben lên đằng trên này nhé, tiến hành vặn lại các bạn. Đây mình sẽ dùng cái T này vặn nó lại này. Nói chung là mới ban đầu thì bao giờ cũng lắp, bởi vì mình lắp kiểu này nó sẽ không được cân tuyệt đối 100% đâu các bạn ạ. Rồi thì chạy một thời gian là nó sẽ tròn đá lại ấy. Giờ mình sẽ chạy thử này. Nó rất là rung các bạn, để mình mài thử cái chiếc đục của mình này nhé, mài ngon phết các bạn, được đấy. Rồi, ok. Đây, chiếc đục của mình mài khá là sắc các bạn ạ. Đó. Chứng tỏ cái đá này mài rất là tốt các bạn nhé. Thì mình tin rằng là cái này dùng một thời gian là viên đá nó sẽ cân lại thôi, vì nó mòn đều theo thời gian mà các bạn. Cái này về người ta hàn một cái khung nữa, hàn cái khung bắt vào nữa là có thể chế thành một cái đá mài. Có nghĩa là khung bắt vào bốn con ốc ở đây và hàn một cái giá đỡ ra như thế này thì để người ta tì vào như thế này ấy. Để mài nó sẽ rất là hiệu quả hơn. Là mài như thế này thì mình phải một tay giữ một tay kẹp vào các bạn. Rồi thì clip của mình kết thúc tại đây nhé các bạn nhé. Thì các bạn thấy clip của mình hay thì hãy ý nghĩa, hãy cho mình một like, một share và nút đăng ký kênh nhé bạn nhé, để ủng hộ kênh sáng tạo này của mình. Thì dạo này mình cũng có đăng lên kênh phụ ấy, thì kênh phụ mình cũng vừa bật kiếm tiền các bạn ạ. Các bạn hãy sang kênh đó ủng hộ mình nhé. Thì kênh đó là kênh hoạt audio vlog ấy, mình có để phần link bên dưới mô tả nhé các bạn nhé, các bạn nhớ nhấp vào bên dưới để ủng hộ mình nhé. Rồi, mình sáng tạo, xin chào các bạn nhé.